những cái phần bên dưới của cái quả sầu riêng của mình đó, nó chỉ chết ở phần phân nửa thôi đó. Nếu như nghiệp sáp mà nó có ở dưới trước cái quả thì nó sẽ chết có phần phân nửa thôi. Và con thấy nè, đây chứng minh cho con thấy ha, đó, những cái con nghiệp sáp á là nó chỉ xuất hiện hầu như là từ cái đầu cuống nè, đó con thấy không, qua phân nửa của cái quả trên thôi đó, con thấy không, rất là nhiều ha, đó đó, thấy mà sợ cho con, hầu như là từ ở trên đầu cuống và ở nửa cái quả. Thì như thế này bà con mà đứng ở dưới phun lên thì nó đâu có hiệu quả đúng không bà con? Cho nên á, khuyến cáo bà con á, mình sẽ phun thuốc ở bên dưới và kết hợp mình lên trên cái cây sầu riêng của mình luôn. Mình phun từ bên trên xuống thì lúc này thuốc nó mới lan tỏa đều hết trên cái quả sầu riêng của mình, thì nó mới chết hoàn toàn của nghiệp sáp nha con. Đó là cái nguyên nhân thứ hai ha. Rồi cái nguyên nhân thứ ba là bà con phun thuốc, mình nên luân phiên thuốc với nhau, chứ đừng có thấy hôm nay phun thuốc này nó hiệu quả, ngày mai cái cử tiếp theo mình đã phun thuốc đó.